mới đây tháng 7 rồi, còn có 1 tháng nữa tụi mình tụ trường hả bạn ơi? Ôi chị Thảo, kết quả thi đại học sao rồi? Khỏi thò. Sao mà đậu? Đậu rồi. Chị Thảo như nào vậy? Chị học trường đại học Đồng Tháp, học ở đây cho gần nhà em ơi. Trời ơi, chị Thảo như gì vậy? Quá Thảo ơi. Anh bị gì vậy anh Ngáo? Tự nhiên tao thấy con dao của ổng, cái cổ của anh nó lạnh quá. Dao gần đây anh có làm chuyện gì đắc tội với ổng không? Không. Thời gian này mày có gây ra chuyện gì làm cho ông bảo không vậy? Hè mấy năm trước tiên mình đi du lịch, tự nhiên năm nay anh bắt tụi em ngồi nhạn mít kỳ vậy. Thôi mày bán nhà của anh á, mày lấy tiền mày đi du lịch luôn đi. Hè hồi năm trước dẫn cả team đi ra Bà Rịa để mà ở khách sạn 4 năm sao tắm biển 4 ngày 3 đêm 100 triệu đó. Đâu phải đâu anh, lúc về cha em tính cái gói đường đỏ hình như là 110 mấy triệu á. 100 triệu thôi cho nó chẳng. Thằng miếng hô hiểu đúng nè. Nghỉ hè rồi, anh em mình cũng có nhiều thời gian rảnh. Hay giờ anh tổ chức một chuyến đi du lịch nhỏ nhỏ, dẫn anh em qua đảo Phú Quốc câu mật đi anh Vinh. Cái thằng mập này, em có nghĩ cho anh Vinh dữ trơn vậy? Team mình hơn 10 người mà bắt vé mấy bà từ đây ra đảo Phú Quốc câu mấy mật chút xíu vậy thôi hả? Rồi chương trình rồi 10 triệu sub rồi là phải đi châu Âu, châu Mỹ như là Canada. Đúng rồi. Đi Canada đi anh Vinh. Ở đó có cái thành phố gì mà có trụ sở chính của Hollywood đó, mà nó nổi tiếng lắm. Cái đó là gì à? Lót ăn ăn gu ăn ga ăn trầu. Ăn trầu là thiên thần. An Giang đúng không? Tầm 7 Los Angeles. Đúng rồi. Rồi. Đêm của mình về nhà lấy quần lấy áo. Qua Los Angeles. Rồi nó có đầu chợ là đúng rồi. Anh Vinh dẫn tụi mình đi An Giang, đi đi núi Bà Đen đó. Có mày đen đó. Núi Bà Đen có Tây Ninh chị hai ơi. Hè rồi sắp vô lớp 9 mà kiến thức kỳ cục với em. An Giang là chỉ có núi Ông Cấm thôi, Tây Ninh mới là có núi Bà Đen nha chị Gia Đen. Anh tính qua An Giang làm gì? Qua An Giang ở đó có một cái khu du lịch công viên nước rất là bở. Về nhà lấy quần lấy áo rồi nhớ đem theo khăn tắm. Lấy đi. Mấy anh em mình tới được hồ bơi An Giang rồi nè nha. Anh Vinh nói dẫn tụi mình qua anh đây chơi, tự nhiên cái anh bận công chuyện đột xuất, thành ra tụi mình phải qua anh đây mình nè các bạn. Ê, ai nói mấy đứa riêng mình không thấy sự xuất hiện của anh hả? Rồi. Hôm nay mình sẽ đi theo chơi chung với tụi nhỏ nha các bạn. Rồi, vui rồi. Mua vé rồi. Mấy đứa này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Này mày gì hả? Nhớ là 10 nha các bạn. Này sẵn sàng chưa hả? Sẵn sàng rồi. Hôm nay tắm hồ bơi An Giang cũng nha. Rồi cảm ơn chị. Lấy vé vô hai chỗ nhé. Mấy đứa ơi, vô ơi. Vô. Đeo vô. Đeo vô. Kéo lên giùm mấy Hùng. Kéo tao lên giùm mấy. Mỗi đứa đeo một cái. Rồi. Chị vô anh ơi, mấy đứa vô rồi kìa. Mình lung kìa. Thì ở hồ bơi nào cũng vậy nha các bạn. Mình phải thay đồ ngắn ra người ta mới cho mình vô bơi. Đúng rồi đó các bạn. Team mình sẽ đi thay đồ đi tắm nha. Đi Thanh ơi vậy. Vô đi thôi. Rồi, tao hai bên đây nha. Em cảm ơn nè anh ơi. Đây nè. Chạy lên. Ơi, ta hai cái máng chuyện đứa trên kia cao đảo quá kìa, mình lên chẳng chơi đi. Mới vô chơi mấy trò cấp giác mạnh đó sao mà chịu nổi. Giờ mình chơi mấy trò nhẹ nhẹ khởi động trước đi. Ừ. Chạy chạy cho mấy đứa. Chạy chạy. Theo anh. Chạy.
tên này có thùng nước đó nè. Không biết nó đổ hồi nào luôn á. Rồi kiếm chợ chơi đi Bích ơi. Ở đây có mấy chiếc bánh nè. Ê, chơi chợ bánh nè. Có nên là chơi chợ bánh đâu. Ê, mình chơi chợ bánh như mấy đứa nha các bạn. Quá chợ bánh luôn này các bạn ơi. Mấy thằng con trai chơi chổi banh rồi. Tụi con gái mình kiếm gì chơi đi. Chơi gì vậy chị Thảo gì? Bây giờ mình lên cái mép sườn này chơi đi Phương. Rồi, cao cao lên sườn kìa. Rồi, nhưng mà ai chịu trước? Ờ, dạ, ai chịu trước vậy? Dạ, ai chịu trước? Em ai chịu trước hả? Dạ, em đang. Rồi, em đi là chịu trước đây. Rồi, đi Phương. Dạ. Lấy xe quay cho. Rồi, ok. Sợ cái này ba chị em mình trường chung nè. Dạ, trường xuống trước ai, trường xuống thì Hồng. Dạ, bây giờ anh Hồng đi. Anh Hồng xuống trước, xuống trước đi. Dạ, rồi. Xong lần 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Rồi bắt nha. Ê, thấy rồi, thấy rồi. Tóc dài bên kia không biết ai nha. Anh Phong. Đó là tiền. Đó là tiền gần như theo. Nó chả lẽ có. Cái bộ đồ mình nặng quá mình chả không nổi. Má lẽ 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 lẽ. Tông con nè. Tông heo nè. Hồi nãy giờ anh Hùng tông luôn nè. Ê, ở tiền đâu luôn. Trời ơi, em chi chứ đâu vậy? Thằng Hùng này kỳ ghê. Hồi nãy chị kêu tôi chốt chung chứ không chịu. Chốt kêu anh Kiên kìa. Ê, ngoa mày. Chơi cái gì vậy tao? Em tao chết kìa. Được lắm thằng mập kia. Ba người trong đường anh chi. Còn ai nữa? Hai đứa nữa đúng không? Hai đứa nữa. Đại đâu Ngọc đâu? Đại. Giờ mấy đứa đó người tiếp theo bắt lại nè. Anh Đại. Đại. Không ai luôn. Đại luôn không? Rồi nhỏ cân đó người tiếp theo bắt lại. Đại ơi. Đại à. Đại ơi. Ủa? Ê! Ai đó? Ai đó? Thằng Ngọc. Nghe tiếng nghe. Thằng Đại ở trong này. Thằng Đại ở trong này. Ê! Ra đi. Thằng Đại ở trong kia. Không. Anh chị bắt lại kìa. Dạ, tổng chết lại ai bị bắt kìa tay lên. Đi ơi, chơi tiếng các bạn ơi, đau quá chị đã rồi. Lẹ lên, lẹ lên. Mọi người đã tập trung ở đây sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, lẹ đi cơ. Lẹ gì đã rồi. Lẹ
Đây nè, lên thấy núi luôn nha bạn. Đó, đã chưa? Giờ đi lên trải nghiệm nha. Vô rồi. Vô vô. Vô vô, thấy đây. Rồi chưa? Từ từ. Rồi chưa? Vô đây. Mỗi lần chơi xong mà leo lên, chơi hiểu đã hẹp nhưng mà leo quá thì mệt luôn. Mọi lắm đi chảo ạ. Mọi lắm rồi bạn. Trời ơi, mệt chứ các bạn ạ. Nói cái đường đi lên hơi mệt quá, trời mệt rồi. Cái đường đi lên mệt quá. Vui không mấy đứa ơi? Chơi đã chưa? Chưa. Theo anh chơi tiếp nè. Bây giờ mình sẽ qua khu vực mới nha các bạn. Đi thôi. Chạy nhanh lên. Rồi bây giờ anh sẽ khai trương cái trò chơi mới nha các bạn ơi. Let's go. Rồi né nha. Nhảy luôn mới đã, đừng có chột, nhảy luôn mới đã. Lại một người nữa ra đi, lại một người nhắm đôi mi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ê ơi, dạ. Bây giờ muốn chơi trò chơi có thưởng không nè? Dạ muốn. Thấy ba cái màu đó không? Dạ. Bây giờ anh bơi từ bên kia sang tới bên đây. Ai tới trước là người chiến thắng. Ủa anh? Dạ. Còn hai người đang thi rớt xuống rồi sao? Thì bị lỗi chứ sao? Rồi. Biết không? Ai biết không? Đây là 500 ngàn dành cho người chiến thắng nha. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chuẩn bị 3, 2, 1, xuất phát. Lên, cố lên, cố lên, cố lên. Trời ơi, tâm bắn trận lên anh. Xin dành 500 ngàn này cho đội chiến thắng. Sớm giờ tụi mình chơi ở đây cũng gần 5 tiếng đồng hồ các bạn. Cái công viên này cũng sắp đóng cửa rồi. Chắc mình chuẩn bị về thôi các bạn ơi. Hôm là bữa nay tụi mình đi công viên nước các bạn. Mưa cũng không sao, tụi mình vừa chơi vừa tắm mưa luôn. Phải nói là ở đây có quá trời trò chơi. Mà tiếc cái anh Vinh không có ở đây chơi với tụi mình. Có ở đâu mày, bố mình về mình kể cho anh nghe. Là anh cắt lý anh cũng thấy mà. Giờ tụi mình vô hai đờ gác xe về nè. Chứ chị thấy trời sắp mưa tới rồi đó. Anh em chia sẻ năm hết chưa? Rồi. Còn chờ gì nữa? Nếu bạn nào chưa nhấn đăng ký á thì nhấn đăng ký, like chuông để ủng hộ anh em của mình nha. Đúng rồi, đi mình vô hai đợt có xe về nè. Chứ chị thấy ông trời cũng sắp mưa rồi kìa. Chơi công viên nước có vua mấy đứa. Dạ ơi. Đoàn Chí nó dẫn mấy đứa đi rồi giờ nó đâu? Trời mưa nên Chí về trước rồi anh. Ừ. Rồi anh mặc đồ mới ở đâu hả? Ủa? Hôm bữa trên kênh Tony TV anh có đăng cái status là ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần trong khung giờ 7 giờ tới 9 giờ là fan với mình giao lưu nhau tại quán mèo ngố mà em. Rồi giờ quên không biết chạy nhảy thay đồ đi. Đi.
mặc đồ đẹp đẹp cho mấy anh cái. Thì thông thường là một tháng mình sẽ tổ chức sự kiện và giao lưu với fan tại quán Mèo Ngố, địa chỉ là 585 Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Khi mà hè này các bạn có rảnh rỗi thì ghé về Đồng Tháp nhớ uống nước Mèo Ngố ủng hộ mình nha các bạn. Ui, chạy lên Mèo Ngố. Trái của chị nặng xong rồi nè hai đứa. Trái của em cũng xong luôn rồi nè. Lắp nhờ nheo chứ đào đúng là chứ đào đó. Mày em im nha. Tôi đây nói chung là mày chưa có đủ cái trình để hiểu về tác phẩm của anh, ok chưa?